Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật kịp thời. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cá nhân xin cấp sổ đỏ sẽ chịu tác động mạnh từ bảng giá đất mới. Gần 40 biệt thự ngang nhiên xây dựng không phép ở Phú Thọ. Cá nhân chuyển mục đích sử dụng xin cấp sổ đỏ tách thửa đất và có đất nằm trong các khu quy hoạch treo sẽ chịu tác động mạnh từ bảng giá đất mới. Ngày 22 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh chốt bảng giá đất điều chỉnh cao nhất là 678 triệu đồng một mét vuông thuộc 3 tuyến đường trung tâm và thấp nhất là 2,3 triệu đồng ở huyện Cần Giờ. Bảng giá đất này sẽ áp dụng từ ngày 31 tháng 10 đến hết năm 2025. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HORE, cho rằng bảng giá đất điều chỉnh đảm bảo hài hòa lợi ích của người sử dụng đất, nhà đầu tư và nhà nước. Tuy nhiên, theo ông, bốn nhóm sẽ chịu tác động mạnh khi bảng giá đất điều chỉnh. Cụ thể, cá nhân có nhu cầu xin công nhận quyền sử dụng đất ở, trước hết là 13.035 thửa đất mà người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu. Bên cạnh đó, người dân xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trong cùng thửa có nhà ở mà phần đất xây nhà đã có sổ hồng nằm xen kẽ trong đô thị, khu dân cư, nông thôn. Nhóm chịu ảnh hưởng nữa là trường hợp xin tách thửa với đất ở, nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở, đồng thời với chuyển mục đích sử dụng. Đặc biệt, cá nhân, hộ gia đình có nhà ở nằm trong khu vực quy hoạch treo như dự án Bình Thới, Thanh Đa nhiều năm chưa được cấp quyền sử dụng đất. Theo đó, chi phí nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích tách thửa, cấp sổ với đất nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ tăng cao hơn nhiều lần so với trước đó. Cơ quan quản lý cũng cần có chính sách quan tâm đến 4 trường hợp chịu tác động không mong muốn của bảng giá đất mới. Bảng giá đất điều chỉnh được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở, tính thuế sử dụng, thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bảng giá này cũng được dùng để tính các khoản phí và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng hoặc khi làm các thủ tục hành chính về đất đai. Riêng với thị trường bất động sản, bảng giá đất mới sẽ chưa tác động ngay do các dự án nhà ở thương mại hiện được định giá theo phương pháp thặng dư. Dù vậy, bảng giá đất điều chỉnh có thể tạo tâm lý ăn theo, kích đẩy thị trường khi doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân và điều này có thể sẽ khiến cho giá nhà tăng. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kiến nghị cần có biện pháp kiểm soát hoạt động của giới đầu cơ khi họ lợi dụng bảng giá đất điều chỉnh để thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường và thu lợi bất chính. Thực tế, so với dự thảo hồi tháng 7, giá đất ở có 4.299 tuyến đường đã được giảm xuống, 160 tuyến giữ nguyên và 98 đường tăng thêm. Tuy nhiên, nhìn chung, mức giá ở quyết định này giảm 20-25% so với dự thảo và tăng từ 4-38 lần so với quyết định số 02, chưa nhân hệ số K tùy vị trí. Các tuyến đường thuộc quận 1, 5, quận 10 có mức giảm khiêm tốn từ 1-10% so với dự thảo trước và cao hơn từ 0,8-1,4 lần bảng giá của quyết định số 02/2020. Các quận còn lại như quận 3, quận 6, quận 7, quận 8, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh, mức điều chỉnh giảm trung bình 16-23%. Quận 4 điều chỉnh giảm mạnh nhất, bình quân 19-35%, nhưng vẫn cao hơn giá cũ 1,2-4 lần. Trước đó, tại cuộc họp báo chiều ngày 22 tháng 10, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nói khi điều chỉnh bảng giá đất, các khoản lệ phí, thuế, nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất gồm các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân được công khai, minh bạch và công bằng. Tuy nhiên, ông Thắng cho hay việc điều chỉnh bảng giá đất có tác động đến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của một số người dân trên địa bàn thành phố. Ông cho biết Chính phủ đã giao Bộ Tài chính tham mưu ban hành nghị quyết về miễn giảm tiền sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình cá nhân đối với một số trường hợp. Với người dân có đất nông nghiệp nhưng chưa chuyển đổi được lên đất ở do vướng các quy hoạch hoặc các yếu tố khách quan, ông Thắng cho biết Chính phủ đang xây dựng nghị định về miễn giảm tiền thuế đất, sử dụng đất. Khi góp ý, thành phố sẽ đưa nội dung trên vào để người dân
thuộc trường hợp này không bị tác động nhiều, đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ. Dù chỉ được Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản chấp thuận xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án gồm đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhưng công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji lại ngang nhiên xây dựng gần 40 căn biệt thự nghỉ dưỡng trong thời gian dài qua mặt các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ. Về phản ánh, người dân xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết trong thời gian qua, tại khu nghỉ dưỡng Windham Thanh Thủy, khu 1, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, do công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư, đã ngang nhiên mọc lên nhiều công trình biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn khi chưa hề được cấp giấy phép xây dựng. Cùng với đó, công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji còn thi công xây dựng vào diện tích đất chưa được đền bù giải phóng mặt bằng của người dân xã Bảo Yên, khiến người dân bức xúc. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, một khu vực rộng lớn đã được thi công nhiều hạng mục nhà dạng biệt thự, bê tông, sắt thép và vật liệu xây dựng cùng máy móc cơ giới hoạt động liên tục. Rất nhiều công trình dạng biệt thự liên kề khoảng hơn 30 căn đang trong quá trình thi công và hoàn thiện. Tại đây, dù chỉ được Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản trả lời về việc chấp thuận xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án gồm đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc. Thế nhưng, hạ tầng kỹ thuật chưa thấy làm được gì. Công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji lại ngang nhiên xây dựng gần 40 căn biệt thự nghỉ dưỡng trong thời gian dài qua mặt các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ. Văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, chỉ đồng ý các công trình hạ tầng kỹ thuật được miễn giấy phép xây dựng, các công trình kiến trúc khác như nhà cao tầng, biệt thự liên kề, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Và đến thời điểm hiện tại, công ty chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng các công trình nhà ở trong khu vực xây dựng theo quy định, thực tế xây dựng khác hoàn toàn. Nhiều công trình khác đã được xây dựng khung, xây tường, một phần khác mới được thi công phần móng. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy những hạng mục hạ tầng, kỹ thuật dự án gồm đường giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, không phải cấp phép đến nay đơn vị hầu như chưa thực hiện gì. Phần quan trọng nhất phải xin phép đó là công trình xây dựng trên khu vực dự án dù chưa được cấp phép nhưng lại được xây dựng một cách công khai và khẩn trương, không báo cáo cơ quan chức năng. Biệt thự nghỉ dưỡng không phép đang hoàn thiện, trong khi hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng thì chưa thực hiện phần nào. Được biết, hiện còn một số hộ dân trong xã Bảo Yên có ruộng nằm trong quy hoạch của dự án này chưa thống nhất được phương án đền bù giải phóng mặt bằng và người dân đang có đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ yêu cầu giải quyết nhưng đã bị dự án đổ đất đóng cọc xây biệt thự lên. Theo quy định tại khoản 1, điều 81 Nghị định số 16 của Chính phủ, người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình. Cũng tại Nghị định số 16, ngày 28 tháng 1 năm 2012 của Chính phủ, điểm C khoản 13, điều 16 quy định xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10. Điều này mà tái vi phạm nhưng bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Việc công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, chưa bồi thường đất lúa cho người dân mà đã tự ý cho đổ đất, san lấp, quây tôn và tổ chức thi công rầm rộ xây dựng công trình vào phần đất này là hoàn toàn trái quy định của pháp luật. Dù cơ sở pháp lý chưa hoàn tất, nhưng trên trang web của công ty cổ phần tập đoàn Onsen Fuji lại đang được công ty quảng bá và chào bán ra thị trường. Với việc đi từ sai phạm này đến sai phạm khác của chủ đầu tư khiến dư luận không khỏi hoài nghi, doanh nghiệp này đã thực hiện dự án theo kiểu bất chấp các quy định của pháp luật và trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu khi để xảy ra tình trạng nói trên.